là model loa phân khúc cao cấp nhất của Four Authentic trong những cái dòng loa Bass 30, và hôm nay em giới thiệu đến các bác một dòng loa phải nói là cực kỳ hay. Nghe một lần thôi là đã muốn bê ngay về nhà rồi, đó chính là cái series DR của Four Authentic, và đây là model loa DR12. Trong những cái tầm giá, những cái đôi loa với tầm tiền khoảng 50 triệu thì bên em cũng làm khá là nhiều. Và Sóng Âm Thanh thì là một trong những đơn vị mà làm khá là nhiều những dòng loa đến từ châu Âu và Mỹ với tầm giá này các bác nhé. Ví dụ có thể kể ra JBL KP6012, HK PRO12, HK KP12, một số dòng loa của Verity và Shelto, đúng không ạ? Nhưng mà em khẳng định với các bác là sau khi nghe tất cả những dòng loa trên với tầm giá trên dưới 50 triệu thì em vẫn đánh giá cái series loa DR của Four Authentic là ok nhất, là hay nhất về mặt chất âm. Đấy, còn hình thức kiểu dáng sẽ không bàn đến, nhưng mà thực sự khi nghe giữa con DR này và khi so sánh với hai cái model loa, đó chính là JBL KP6012 và HK KP12, thì phải nói là con DR này nó mang tất cả những cái gì mà từ chất âm, từ công suất đều vượt trội hơn so với những dòng loa em đã từng test với cái tầm giá này. Phải nói là nó rất hay, và đây là một cặp loa được sản xuất tại Đức các bác nhé. Nếu như các bác đang tìm kiếm một cái cặp loa trong phân khúc loa cao cấp để hát karaoke, để nghe nhạc, muốn tìm một cái loa bass đánh nó phải sâu, số được sâu đúng không ạ, để nghe remix, nghe DJ cho sướng này, và thứ hai nghe nhạc nhẹ nhàng thì chép nó phải sáng mịn, thì đây là cặp loa các bác đang cần tìm rồi. Chỉ với tầm giá công khai các bác luôn là 45.500.000 đồng cho một cặp loa thôi, thì em đánh giá là nó quá hời, một mức giá quá hời để các bác sở hữu được một cặp loa mà nghe nhạc hát karaoke cực kỳ hay, cực kỳ chất đấy. Ok, bây giờ sẽ nói về cái ngoại quan của cái dòng loa này. Thì các bác có thể xem cho em một cái logo, một cái icon nó khá quen thuộc, nhưng lần này sẽ được cách điệu với hai cái viền ở đây các bác nhìn này. Đấy, và bình thường loa Four thì cái lỗ icon này các bác nhìn nó rất là quen mắt rồi đúng không ạ, rất chắc chắn đó là như vậy, Four Optic. Và với cái bản loa này thì nó được cách điệu với những cái đường cong rất là mềm mại ở hai bên loa các bác nhé, nhìn rất là đẹp. Lớp sơn thì vẫn là cái lớp sơn truyền thống của nó thôi, một lớp gỗ bạch xương rất là dày và phủ một lớp sơn nhựa, sờ nó cũng khá là mát tay ở đây chưa. Cái sơn này thì như em nói rất nhiều lần rồi, nó chống xước và chống nước cực kỳ tốt luôn. Đối với em DR12 này thì nó sử dụng là lỗ thông hơi đằng sau các bác nhé. Đấy, nên là khi các bác kê loa thì các bác phải lưu ý là kê sát tường cách khoảng tầm 10 đến khoảng tầm 20cm thì nó sẽ cho ra một cái âm bass nó chắc nịch nhất. Ok, đây DR12 Four Authentic Pro Audio Gap Money, được chưa? Với những thông số của em loa này nó cực kỳ ấn tượng. Và nếu để nói một cái loa đắt tiền hay không thì ngoài thương hiệu ra, chúng ta sẽ nhắc đến cái gì ạ? Những cái thông số kỹ thuật và màu âm của nó. Màu âm của loa này tí nữa sẽ cùng các bác trải nghiệm, còn bây giờ sẽ nói đến về mặt thông số của loa này đi. Thì với em loa DR12 này, nó cũng là một trong những dòng loa công suất rất lớn so với nhà loa khác thị trường. Cụ thể là công suất là 500W ở 8 ohm, peak là 2000W, với giải tần số là từ 55Hz đến 20kHz. Độ nhạy của nó rất cao các bác nhé, 99dB, để cho các bác ghép với đẩy nó dễ dàng hơn. Còn loa độ nhạy càng thấp thì nó càng kén đẩy, kén công suất. SPL max của nó là 130dB với góc mở của họng thép là 60-40 độ, và cái loa này thì nó nặng khoảng tầm 26.5kg. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác là tháo ruột ra để tìm hiểu trong là bên trong loa này có cái gì. Nhưng em khẳng định với các bác là sau khi mà đã test rất nhiều những cái thương hiệu loa khác nhau trong phân khúc loa Bass 30, thì em đánh giá với tầm giá trên dưới 50 triệu thì chưa có cái loa nào mà em test và chất âm và vật công suất nó hơn được con DR12 này của Four Authentic. Ok, em bây giờ sẽ cùng các bác là khám phá xem bên trong em nó có gì các bác nhá. Tháo cái căng anh. Đây, các bác nhìn nhá. Nó chất thì nó phải chất từ những cái nhỏ nhất, các bác nhìn cho em. Ê căng nó làm rất chắc chắn. Em đấm vào cái đau tay các bác. Và bên trong của nó ở đây mới là những cái gì mà em muốn mang cho các bác xem. Đúng ạ. Một cái loa chất thì các bác đầu tiên các bác nhìn cho em cái driver của nó đã. Trời ơi. Các bác nhìn này. Đây là cái củ từ của nó các bác nhá. Nó rất là dày và thuộc dạng là siêu gấu mèo luôn. Đã làm loa kể cả loa mới loa bãi rất nhiều năm rồi, nhưng mà để mới củ bát nặng quá. Quá nặng luôn đây. Stetson Made in Germany. Đây là cái loa tất cả mọi thứ nó đều được sản xuất tại Đức với một cái tiêu chuẩn rất là cao các bác nhá. Củ bát thuộc dạng là siêu gấu luôn. Đây. B và số này rất là nặng các bạn, cực kỳ nặng luôn.
Đây, gân vải tẩm dầu 2 lớp. Rất chỉnh chu, rất chắc chắn và cực kỳ là gấu, đúng không ạ? Bây giờ là cái chép của nó đi, anh đeo cho em hơi lặng này. Đây, chép của này thì đầu tiên các bác phải nhìn cho em này. Cái họng của nó các bác nhé, được làm bằng họng, họng ga. Đấy, có cái gì kim loại gõ đây nghe căng căng này. Đấy, chưa? Rồi, và chép thì nó khá là nhẹ, bởi vì sao? Nó là chép neo. Đấy, nó quá đẹp luôn. Trời ơi, Sexton Germany chép cũng được sản xuất tại Đức các bác nha, làm quá đẹp luôn. Trời ơi, cái loa làm đẹp vậy. Và ở bên trong ở đây các bác có thể xem cho em, từ những cái chôn này họ cũng làm chôn gen rất cẩn thận đấy, để khi mà các bác có thể tháo ra và lắp lại thì nó không bị gọi là toét cái gỗ ở bên trong. Còn phân tần của nó, phân tần thì của cái loa này các bác nhìn này, nó rất to các bác ơi. Và tất cả những linh kiện ở đây thì như em nói rồi, sản xuất tại Đức là một này, và thứ hai là được bên Sexton họ sản xuất cho Ford. Đấy, made in Germany các bác nhá. Tất cả những linh kiện ở đây đều là những linh kiện mà nói là rất là chất lượng, các bác có thể nhìn vào đây cho em. Đấy, cái loa chất như thế này mà giá lại chỉ có 45.500.000, em nghĩ là không thể nào các bác tìm được một cái loa trên thị trường mà về mặt chất âm, về mặt driver và về mặt những cái thông số kỹ thuật nó được cho đến đời này cả. Người ta bảo là 100 cái lý thuyết không bằng một cái thực hành. Ngay bây giờ thì mời các bác lắng nghe và chuẩn bị ngay chất âm của DR12. Đấy, loa này là em phải nói là nhà nhỉ, nhạc nào nó cũng chơi. Ví dụ như khi mà cần nghe chép cao, tí tách đúng không, thì nó vẫn thể hiện được. Và khi mà chơi nhạc mạnh thì sao ạ? Đối với củ bát này thì các bác chơi DJ, các bác chơi Villa House gọi là căng nét cho em coi nhé, thoải mái luôn, không phải lo. Bởi vì cái ruột như này thì các bác có thể đoán được luôn là cái áp lực âm thanh nó tạo ra như nào rồi, đúng không ạ? Ok, lắp vào và mời các bác cùng trải nghiệm chất âm của nó nha. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm này, em nghe ơi. Bác là các bác phải hiểu ngay là nó tinh ngủ luôn. Mây tím đang dâng cao vời, cái chép cao của nó rất là mà sáng và cực kỳ mịn các bác nhá. Chưa lên ngôi, ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha hương, em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ. Ok, và bây giờ sẽ là một bản nhạc mạnh và em chỉ test với một cặp loa thôi, không hề có súp, và mời các bác lắng nghe chất âm của nó nhé. Còn nếu mà để tối ưu hơn về mặt chất âm thì các bác lên ghép với những dòng súp như là 115BS ở đây, hoặc là 118BS. Đối với con DR này thì phải nói là nghe nhạc cực kỳ gọi là ok luôn. Giờ sẽ là một cặp loa DR12 đánh nhạc mạnh các bác nghe. Một cặp loa không có súp các bác nhá. Trời ơi, bật súp nhá. Ở đây có hai cánh loa thôi, bật lên từ cái một anh. Và có lẽ là không
không cần phải quảng cáo quá nhiều đúng không ạ? Nếu các bác có thời gian thì các bác cứ qua bên em trải nghiệm đi, nó quá ok luôn. Ở đây là không có súp mà nghe nhạc mạnh nó đã phê này rồi các anh ơi. Nếu mà có súp vào nữa thì nghe mấy cái bản như là DJ Villa House, House Luck thì phải nói là hết nước chấm luôn đúng không ạ? Ok, và đấy là cái phần nhạc của DR12. Bây giờ sẽ test cho các bác nghe cái phần micro của nó. Quan trọng một cái loa để karaoke nó vẫn là phần mic nữa các bác nhá. Và mời các bác lắng nghe ngay chất âm của DR12 với phần micro. Anh còn nữa em cùng viên ghế. Ở đây là hát với chế độ reverb thì các bác nghe cái tiếng mic qua cái loa DR12 này. Đồ chiếu ấy. Và còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ con sông êm đềm. Anh còn nợ em chim về núi nhà. Trời mơ mưa đêm, trời mơ mưa đêm. Wow, ok. Anh còn nợ em nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội vàng nắng trôi qua dần. Anh còn nợ em còn tim bối rối. Con tim bối rối, anh còn nợ em. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Ok, và có một cái điểm các bác lưu ý cho em nhé, là cái âm chép của con này, cái chép cao nó rất sáng, rất rõ, nhưng ngược lại nếu bình thường ấy thì cái mic nó cũng sẽ phải là hơi gắt một chút đúng không? Nhưng cái mic của cái loa này nó lại rất là tròn tiếng và dày, chứ nó không hề là nó bị chóe, bị gắt. Đấy là một cái điểm mà em rất là thích. Và cái thứ hai nữa là gì ạ? Ở cái loa này các bác vừa được nghe anh Trung hát thì không hề chỉnh EQ. Các bác tin không ạ? Không hề chỉnh EQ mic để phẳng luôn. Bởi vì sao ạ? Bên trong cái loa này đã được xử lý cái quãng từ 2,5 đến 3,5 kHz rồi, nên là không hề phải chỉnh cái gì cả mà các bác nghe tiếng mic nó rất là tròn, rất là sáng rõ đúng không ạ? Thì đấy là những cái gì mà con DR12 này nó mang lại cho các bác nhá. Một cái loa, một đôi loa rất tuyệt vời trong phân khúc giá 45.500.000 đồng, 6 âm thanh bảo hành đến các bác là 24 tháng các bác nhá. Và ok, nếu như các bác muốn tìm hiểu thêm thông tin về loa DR12 thì các bác có thể là alo ngay cho bên em nhá. Số điện thoại không đổi 0393551224. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye các bác nhá.